chấn động. Tiên tri báo trước cực chính xác, đúng trong 7 ngày tới tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Phật độ, hết khổ thoát nghèo, trúng số liên tiếp, trả sạch nợ nần, tiền vàng ùn ùn kéo về, trở mình giàu sang phú quý. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích, để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 thân mến, lại nói trên đời này, cái giới hạn lớn nhất ngăn cản chúng ta bước vào con đường mới thường là chính bản thân mình. Tôi không đủ giỏi, tôi không có tài năng, tôi không quá may mắn. Những dòng suy nghĩ đó luôn quẩn quanh khiến Kỷ Dậu dậm chân tại chỗ, vì cái nơi tại chỗ đấy khá là an toàn, khá là quen thuộc. Tuy nghèo, tuy không phải là cuộc đời mà Kỷ Dậu muốn sống, nhưng cho bản thân Kỷ Dậu được lười biếng, được nhàn tản trong một phạm vi nhất định và cứ mãi dậm chân tại chỗ. Người sống trên đời không ai sinh ra đã bẩm sinh tài giỏi, muốn giỏi luôn phải trải qua quá trình học hỏi và rèn luyện. Khi Kỷ Dậu không giàu sẵn, khi Kỷ Dậu không có tài năng, khi Kỷ Dậu không có quá nhiều hậu thuẫn từ gia đình, thì thứ duy nhất Kỷ Dậu có thể dựa vào chỉ là sự chăm chỉ của bản thân. Thứ có thể giúp Kỷ Dậu phân hóa đi vào tầng lớp cao trong xã hội sẽ là nghị lực, là sự chăm chỉ, là sự cần cù, dám nghĩ, dám làm, dám mơ, dám ước. Kỷ Dậu có thể thắng, cũng có thể thua, có thể thành, có thể bại. Mọi trải nghiệm tồn tại trên đời đều có lý do tồn tại của nó, để tôi rèn, để luyện tâm, để đúc tài năng, để gọt giũa vỏ ngoài của viên ngọc thô nào đó. Chỉ cần Kỷ Dậu không dậm chân tại chỗ trong cái đoạn này, thế là đủ. Theo tử vi 2024, bước vào đúng 7 ngày tới cũng sẽ là lúc đại vận âm đến cái vận của Kỷ Dậu. Sẽ có quý nhân nâng đỡ, sao tốt phù trợ, lộc về dồn dập. Cuộc sống khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, điều này sẽ cho họ sự thịnh vượng dần lên, xứng đáng với những cống hiến mà họ đã trao đi để phấn đấu trong cuộc đời này. Người tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 cầm tinh con gà trong số 12 con giáp. Đặc điểm nổi bật trong tính cách của tuổi Kỷ Dậu là sự trung thành. Họ luôn là người bạn tận tụy, đáng tin cậy, biết giữ lời hứa và làm đúng như những gì đã nói. Họ cũng là địa chỉ đáng tin cậy để bạn bè tìm kiếm lời khuyên hay sự giúp đỡ. Đánh lừa được họ cũng chẳng phải chuyện dễ. Bản tính thận trọng và hoài nghi cộng thêm sự nhạy bén khiến con giáp này khá tỉnh táo, siêng năng, có trách nhiệm là điểm cộng trong tính cách của những người tuổi Kỷ Dậu. Bên cạnh gia đình, sự nghiệp là ưu tiên thứ hai của họ. Với những người tuổi Kỷ Dậu, gia đình là chốn bình yên, nghỉ ngơi, thì chốn công sở phải là nơi để họ tỏa sáng, nổi bật. Sự chỉnh chu trong ăn mặc, sự thẳng thắn cộng với tài quan sát sắc bén trong công việc luôn giúp họ có xu hướng làm việc tích cực, chăm chỉ hơn những con giáp khác. Họ có khả năng tập trung cao độ vào mục tiêu mình đã đề ra và có quyết tâm hoàn thành nó một cách thông suốt. Người tuổi Kỷ Dậu thường có ngoại hình đẹp, dáng vẻ oai phong và không bao giờ luộm thuộm, khá hấp dẫn, nhất là nam giới. Họ rất quan tâm tới hình thức. Kỷ Dậu có thể đứng trước gương hàng giờ và không ngại ngần tung tiền mua sắm áo quần. Cũng giống như những chú gà trống thích khoe bộ lông tuyệt đẹp, tuổi Kỷ Dậu thích thể hiện mình và khá tự hào về bản thân. Họ thích được tâng bốc và chú ý. Kỷ Dậu nhanh trí mà lại thực tiễn và phong phú. Họ nhất quyết chỉ làm những gì họ có làm qua hoặc cho là phải, tính thẳng thừng nên trung thành tuyệt đối. Tuổi Kỷ Dậu thường là những người cứng rắn, kiên cường, ý chí mạnh mẽ. Họ cũng là những người khá nóng nảy và không đủ kiên trì. Do họ quá thật thà, thẳng thắn, đôi khi họ không để ý đến cảm giác của người khác, dễ làm tổn thương người khác. Tuổi Kỷ Dậu thích đi xa nhà, đặc biệt đi với bạn bè. Kiểu một mình ở nhà ăn cơm một mình không xong, thà đi chơi thâu đêm với một bầy bạn hỗn độn sướng hơn. Trưng diện thì có lẽ là nổi tiếng nhất xóm, nổi bật thì có nổi bật, nhưng khi ở một mình thì tuổi Kỷ Dậu lại thích cuộc sống đơn giản. Tuổi Kỷ Dậu cần biết giá trị của tình cảm và linh hồn cũng không kém gì diện mạo, tất cả mới làm cho cuộc sống vuông tròn. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 là người có tính tình hài hước, vui vẻ, luôn mang tới niềm vui và tiếng cười cho mọi người xung quanh. Cuộc sống dù vất vả, có nhiều bộn bề thì bản thân vẫn lạc quan và hướng tới tương lai tươi sáng. Chính nghị lực sống phi thường đã giúp con giáp này vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và cuối cùng đã tới thời điểm thu hoạch trái ngọt.
Xem tử vi của người tuổi Kỷ Dậu cho biết, người tuổi Kỷ Dậu bản tính lanh lợi, hoạt bát, thông minh và là người khá sôi nổi, hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, được bạn bè và người thân giúp đỡ. Con đường sự nghiệp của người tuổi Kỷ Dậu khá thuận lợi bằng phẳng. Đây là người cơ trí, khéo léo, nhiệt tình, có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và họ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được thành công trong cuộc sống. Thế nhưng, Kỷ Dậu lại hay tỉ mỉ quá, cầu toàn quá, khiến cuộc sống của họ luôn phải bận bịu, vất vả. Số tuổi này có quý nhân phù trợ, cả đời phúc lộc song toàn, gần quan, gần quý, nhưng không thể dựa vào người thân. Nếu có thể thúc đẩy chí hướng thì nhất định đạt danh lợi. Nữ mệnh tuổi Kỷ Dậu là những người chăm chỉ, cẩn thận, là kiểu người có trách nhiệm, có kỷ cương và vô cùng ngăn nắp, vì thế mà họ được nhiều người tin tưởng. Tuy nhiên, bản tính của nữ tuổi Kỷ Dậu hơi dè dặt, dễ bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt. Nữ tuổi Kỷ Dậu là người mẹ hiền, vợ đảm, biết chăm sóc, dạy bảo con cái, đặt gia đình lên trên hết. Trung vận và hậu vận của mệnh chủ thường an nhàn, hưởng phước đức. Nam mệnh tuổi Kỷ Dậu hầu hết đều là người thông minh, có tài ứng biến so với những con giáp khác. Nam tuổi Kỷ Dậu có tính cách kiên định, xông pha, không ngại khó khăn, gian khổ, mà luôn phấn đấu rèn luyện ý chí để vượt qua khó khăn. Vì trải qua nhiều sóng gió, họ tâm niệm rằng nếu mình không tự mình đứng dậy thì không ai có thể giúp đỡ họ, là những người nói ít làm nhiều. Nghĩ đến đâu làm đến đó, nam tuổi Kỷ Dậu luôn cố gắng để mọi người thấy được kết quả của mình, chứ không phải là quá trình bước vào giai đoạn trung vận. Đa số nam mệnh tuổi này đều công thành, danh toại, không những kiếm được nhiều tiền mà có những người còn có chức, có quyền, tiếng nói có ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Nhìn chung, tuổi Kỷ Dậu nam mệnh có mệnh lớn, nhiều may mắn, đa số đều có cuộc sống viên mãn, thăng hoa vào giai đoạn hậu vận khiến ai cũng ngưỡng mộ. Người tuổi Kỷ Dậu mang mệnh phú quý ở hậu vận, càng về già sẽ càng sung túc. Dù trong việc làm có gặp khổ sở, vất vả, nhưng nhờ sự nhẫn nại, nỗ lực kiên trì đến cùng mà tự tay gây dựng thành công, tự lực mà tạo nên thành quả, đạt được vô số thành tựu đáng trân trọng, tuy lâu nhưng sẽ rất bền vững. Kỷ Dậu cũng phải chịu cảnh đàn áp, chèn ép của tiểu nhân trong công việc, đôi khi trục trặc chuyện tiền nong, đôi khi còn dính họa thị phi khiến cuộc đời rơi vào trầm luân, bể khổ. Tuy nhiên, số mệnh đã sắp đặt thì về sau họ rồi cũng sẽ tìm được sự giàu sang, quyền thế của mình, nhờ có phúc dày, mệnh lớn. Mà đến một thời điểm khó khăn nhất đời người, khi mà mọi thứ bế tắc đường cùng, những tưởng sẽ chấm hết, thì bất ngờ Kỷ Dậu sẽ bùng nổ tài lộc, gặp thời đổi vận mà phất lên một cách rực rỡ, khiến chính họ cũng chẳng thể ngờ có ngày mình lại đổi đời nhanh như vậy. Sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào, vậy nên, dù hiện tại có thế nào, Kỷ Dậu sinh 1969 hãy tích cực tiến lên. Quý khán giả thân mến, bước vào thời điểm đúng 7 ngày tới 2024, thời điểm này hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm phong phú và đáng nhớ cho những người tuổi Kỷ Dậu sinh 1969. Sự tương tác giữa thiên can ất và địa chi hợi không chỉ tạo ra những cơ hội mới, mà còn thúc đẩy bản mệnh phát triển toàn diện trong cả con đường công danh sự nghiệp, tài chính, tình cảm, gia đạo và sức khỏe. Hãy cùng khám phá những khía cạnh nổi bật đúng 7 ngày tới này. Thiên can ất thuộc hành mộc thể hiện sự sinh sôi, phát triển và sáng tạo, một đại diện cho sức sống mãnh liệt, sức mạnh của thiên nhiên và sự đổi mới. Những người thuộc tuổi Kỷ Dậu sẽ được hưởng lợi từ năng lượng này trong suốt đúng 7 ngày tới. Sự hiện diện của thiên can ất thúc đẩy bản mệnh không ngừng tìm kiếm những cơ hội mới. Bạn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng, luôn sẵn sàng để khám phá những lĩnh vực chưa từng thử sức. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn thử nghiệm những ý tưởng mới và phát triển kỹ năng cá nhân. Địa chi hợi biểu trưng cho sự thịnh vượng và cảm xúc dồi dào, mang đến sự hài hòa trong các mối quan hệ xã hội. Địa chi hợi cũng gợi ý về sự hỗ trợ từ những người xung quanh, tạo cơ hội cho những kết nối đáng giá. Sự giao hòa giữa thiên can ất và địa chi hợi sẽ mang đến những tín hiệu tích cực trong các mối quan hệ. Bạn sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người và những người xung quanh sẽ có xu hướng hướng về bạn nhiều hơn. Đây là thời điểm để xây dựng và củng cố các mối quan hệ từ bạn bè đến đối tác trong công việc. Hãy tận dụng sự hỗ trợ này để đạt được những mục tiêu lớn hơn trong cuộc sống. Về phương diện tài lộc, đúng 7 ngày tới hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội cho những người tuổi Kỷ Dậu. Sự tương sinh giữa thiên can ất và địa chi hợi tạo ra những tín hiệu tích cực trong tài chính, giúp bạn mở rộng đầu tư và thu hút nguồn tài nguyên.
Tuy nhiên cần lưu ý rằng không phải tất cả các cơ hội đều có thể mang lại lợi nhuận ngay lập tức. Sẽ có những dự án cần sự đầu tư dài hạn và không thể mang lại kết quả ngay lập tức. Do đó, bản mệnh cần cẩn trọng và không nên vội vàng đưa ra quyết định. Hãy tìm hiểu kỹ lưỡng và chỉ đầu tư vào những lĩnh vực bạn đã nghiên cứu cẩn thận. Bên cạnh đó, những người làm trong lĩnh vực kinh doanh sẽ có cơ hội mở rộng hợp tác, phát triển mạng lưới và xây dựng mối quan hệ với các đối tác tiềm năng. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn tạo dựng niềm tin và khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực bạn đang theo đuổi. Dù đúng 7 ngày tới mang đến nhiều cơ hội và thách thức, bạn cũng cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe của bản thân. Thiên can Ất tạo ra năng lượng tích cực nhưng cũng có thể dẫn đến việc bạn quá hăng say với công việc, bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Để đảm bảo sức khỏe, tốt nhất hãy lập kế hoạch cho những hoạt động thể chất đều đặn. Việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và thư giãn sẽ giúp bạn giữ gìn năng lượng và sức khỏe. Ngoài ra, hãy dành thời gian cho các hoạt động thư giãn như yoga hoặc thiền để tâm trí luôn được thoải mái. Đúng 7 ngày tới cũng sẽ mang lại nhiều điều thú vị cho đời sống tình cảm của người tuổi Kỷ Dậu. Địa chi Hợi không chỉ đại diện cho sự thịnh vượng mà còn gợi mở về những trải nghiệm tình cảm sâu sắc và chân thành. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ, đây là thời điểm lý tưởng để cả hai cùng nhau chia sẻ và giải quyết những vấn đề tồn đọng, tạo nên một sự gắn bó vững chắc hơn. Nếu bạn còn độc thân, hãy mở lòng và sẵn sàng đón nhận những mối quan hệ mới. Những cơ hội tình cảm sẽ đến với bạn qua các cuộc gặp gỡ xã hội hoặc thông qua bạn bè. Sự cởi mở và chân thành sẽ thu hút người khác đến gần bạn hơn. Hãy tin vào cảm xúc của mình và đừng ngần ngại thể hiện nó. Đúng 7 ngày tới là một giai đoạn đầy triển vọng cho tuổi Kỷ Dậu. Nhờ vào sự ảnh hưởng tích cực của thiên can Ất và địa chi Hợi, bạn sẽ có cơ hội phát triển sự nghiệp, củng cố mối quan hệ xã hội và tài chính. Đồng thời, cần chú ý đến sức khỏe để đảm bảo một thời điểm đầy thành công và hạnh phúc. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, đúng 7 ngày tới. Đúng 7 ngày tới mang đến một bức tranh đầy sắc màu cho người tuổi Kỷ Dậu. Tuy nhiên, cũng như một bức tranh vẽ, bạn sẽ cần có sự quyết tâm và sự chỉnh chu trong việc sắp xếp các sắc thái của cuộc sống. Tử vi cho thấy, bạn có thể sẽ cảm thấy choáng ngợp bởi một loạt các mục tiêu và mong muốn nhảy múa trong tâm trí, khiến bạn khó khăn trong việc tập trung. Thời điểm này, việc ghi lại những ước mơ và kế hoạch sẽ rất cần thiết. Hãy để bút viết ra những điều bạn muốn đạt được và mạnh dạn gạch bỏ những gì không thực tế, những điều chỉ làm tốn thời gian và năng lượng của bạn. Đừng quên rằng, thời gian và năng lượng của mỗi người là có hạn, do đó, chỉ nên tập trung vào một vài điều thật sự quan trọng trong mỗi thời điểm. Điều này sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn và tránh cảm giác kiệt sức dưới sự ảnh hưởng của dịch mã. Thời điểm này là thời điểm lý tưởng để bạn di chuyển và khám phá những cơ hội mới. Dù có phải bỏ ra nhiều công sức nhưng kết quả cuối cùng sẽ rất xứng đáng. Đôi khi, sự vất vả và những chuyến đi xa xôi lại mang đến cho bạn những phần thưởng bất ngờ, giúp bạn đạt được những điều mà trước đây bạn chỉ dám mơ ước. Nguyệt lệnh Lâm Quang cho thấy rằng, bạn có thể cảm thấy cô đơn trong chuyện tình cảm, giống như một chiếc bóng lặng lẽ trôi giữa dòng đời. Sự thiếu quan tâm từ những người xung quanh khiến bạn đôi khi rơi vào tâm trạng buồn tủi, tự mình đối diện với những khó khăn mà không có ai bên cạnh. Đó chính là lúc bạn cần tìm kiếm sự đồng cảm và mở lòng hơn với những người yêu thương bạn. Dù cuộc sống có đưa ra nhiều thử thách, đừng để sự nản lòng đánh gục bạn. Mỗi lần bạn bắt đầu một điều gì đó mới, niềm hy vọng dâng trào nhưng lại dễ dàng bị dập tắt khi gặp phải trở ngại. Hãy nhớ rằng, thất bại chỉ là tạm thời và chỉ có những ai dám đối diện với khó khăn mới có thể viết nên câu chuyện thành công cho riêng mình. Ngũ hành tương sinh là một điểm sáng trong bức tranh tổng thể của thời điểm này. Sự kết nối, hợp tác với những người xung quanh sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn là người tài năng, năng động và được mọi người yêu mến. Hãy ghi nhớ rằng, bạn có khả năng tạo ra những điều kỳ diệu nếu biết trân trọng sự tin tưởng mà người khác dành cho mình. Đừng làm họ thất vọng, vì đó chính là nguồn động lực lớn nhất để bạn tiếp tục tiến bước trên con đường phía trước. Và tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, đúng 7 ngày tới 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch 2024. Đúng 7 ngày tới sẽ là một thời điểm thú vị và đầy hứa hẹn cho người tuổi Kỷ Dậu.
Tử vi cho thấy bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ những người có ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp. Đây không chỉ là những cuộc gặp gỡ thông thường, mà là những cơ hội quý báu để bạn xây dựng và củng cố các mối quan hệ có giá trị. Hãy dành chút thời gian và công sức để hỗ trợ họ trong các dự án lớn. Chính những trải nghiệm này sẽ là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp của bạn trong tương lai. Đối với những ai đang khởi nghiệp, thời điểm này có thể mang đến một số thử thách không nhỏ. Bạn có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi và đôi khi mất đi niềm tin vào bản thân khi các mục tiêu không đạt được như mong muốn. Nhưng hãy nhớ rằng, mọi hành trình đều cần thời gian để tích lũy kinh nghiệm. Việc thành công ngay từ đầu không phải lúc nào cũng là điều khả thi. Hãy kiên nhẫn và dũng cảm đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, vì mỗi khó khăn đều mang đến bài học quý giá cho bạn. Tỷ kiên xuất hiện trong thời điểm này như một lời nhắc nhở bạn rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo kế hoạch. Sự linh hoạt và khả năng thích ứng với hoàn cảnh mới chính là chìa khóa để bạn vượt qua thử thách. Khi gặp phải khó khăn, hãy bình tĩnh nhìn nhận vấn đề và tìm ra giải pháp. Đừng quên ghi nhớ những gì bạn đã học được từ mỗi tình huống, bởi chúng sẽ giúp bạn vững vàng hơn trong tương lai. Ngoài ra, một điều quan trọng không kém là cách bạn đối xử với đồng nghiệp. Nếu có một lỗi nhỏ nào đó từ họ, đừng vì thế mà chỉ trích hay nhắc đi nhắc lại. Bạn cũng từng phạm phải những sai lầm tương tự và đã được người khác tha thứ. Hãy sống bao dung và thấu hiểu, tạo dựng một môi trường làm việc thân thiện và lành mạnh. Như vậy, không chỉ bạn mà cả mọi người xung quanh sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc cùng nhau. Nhìn chung, đúng 7 ngày tới sẽ là khoảng thời gian đầy hứa hẹn, mở ra nhiều cơ hội mới cho bạn. Hãy nắm bắt những cơ hội này. Với sự tự tin và lòng kiên trì, với sự quyết tâm, bạn hoàn toàn có thể biến những thách thức thành bàn đạp cho sự thành công trong sự nghiệp của mình. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch 2024. Đúng 7 ngày tới, tài vận của tuổi Kỷ Dậu có những tín hiệu tích cực, nhưng đằng sau những đồng tiền bạn kiếm được chính là sự vất vả và nỗ lực không ngừng nghỉ. Những thành quả này không chỉ đơn thuần là may mắn, mà là minh chứng cho những giờ làm việc chăm chỉ và sự cống hiến hết mình. Hãy ghi nhớ rằng, mỗi đồng tiền bạn kiếm ra đều mang trong mình giá trị, vì vậy, hãy trân trọng và gìn giữ chúng thật cẩn thận. Thế nhưng, trong thời gian này, bạn cũng cần đặc biệt cảnh giác với những cơ hội đầu tư ma đầy mạo hiểm. Có thể bạn sẽ bị cuốn hút bởi những lời mời chào hấp dẫn với lợi nhuận cao mà những dự án này hứa hẹn. Tuy nhiên, đừng để sự tò mò hay lòng tham lấn át lý trí. Nếu bạn muốn tìm hiểu, hãy làm điều đó với cái đầu lạnh và một trái tim sáng suốt. Hãy nhớ rằng, không có điều gì dễ dàng mà lại không có cái giá của nó. Ngoài ra, việc điều chỉnh kế hoạch chi tiêu và quản lý tài chính là vô cùng cần thiết. Có thể bạn đã dành quá nhiều cho những nhu cầu không thực sự cấp thiết như quần áo mới hay mỹ phẩm. Đã đến lúc cần phải cân nhắc lại. Hãy đặt ra các mục tiêu tài chính rõ ràng và thực tế để tránh việc dung tay quá tráng. Hãy tìm kiếm niềm vui trong việc tích lũy và gia tăng tài sản của mình. Đó là cách giúp bạn tập trung vào những điều có ý nghĩa và tránh xa đà vào những thói quen tiêu cực, như mua sắm không cần thiết hay bàn tán về người khác. Khi bạn quá bận rộn với công việc và các kế hoạch đầu tư, những thói quen xấu này sẽ ít có cơ hội xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Cuối cùng, hãy nhìn vào bức tranh lớn hơn. Tài lộc không chỉ đơn thuần là tiền bạc mà còn là cách bạn quản lý nó, phát triển nó và sử dụng nó để phục vụ cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Đặt ra những mục tiêu rõ ràng và dũng cảm bước đi trên con đường tài chính của riêng bạn, bạn sẽ thấy được những kết quả xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch 2024. Đúng 7 ngày tới, bức tranh tình duyên của người tuổi Kỷ Dậu có thể nói là khá ổn định, nhưng lại mang theo chút cảm giác cứng nhắc và tĩnh lặng. Cuộc sống lứa đôi như một chiếc cầu được xây dựng vững chãi nhưng thiếu đi sự mềm mại và ấm áp. Có lẽ cả hai bạn đều cảm thấy một chút chênh lệch trong tâm hồn, khiến cho mối quan hệ không thể đạt được sự thấu hiểu sâu sắc như mong đợi. Trong những lúc khó khăn, khi nửa kia của bạn cảm thấy lạc lõng giữa những thành viên trong gia đình, bạn hãy trở thành một bến đỗ an toàn cho họ. Hãy lắng nghe họ tâm sự, chia sẻ những điều họ đang suy tư. Tuy nhiên, hãy cẩn thận không trở thành người đổ thêm dầu vào lửa. Đôi khi sự thật không như những gì bạn nghĩ, và việc phán xét khi chưa biết rõ ràng mọi chuyện có thể tạo ra những hiểu lầm đáng tiếc. Dẫu vậy, không phải tất cả đều ảm đạm,
Trong thời điểm này có những cặp đôi đã bắt đầu tìm thấy tiếng nói chung, xóa bỏ những mâu thuẫn không đáng có trong cuộc sống. Những cuộc trò chuyện chân thành, những ánh mắt hiểu nhau sẽ làm cho tình yêu thêm phần rực rỡ. Thậm chí, không ít cặp đôi sẽ đón nhận những tin vui bất ngờ. Có thể là sự xuất hiện của một thành viên mới trong gia đình. Điều này không chỉ là một tin mừng mà còn là dấu hiệu cho thấy tình cảm của bạn đang dần nảy nở và trưởng thành. Hãy cùng nhau tạo dựng những kỷ niệm đẹp, trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau. Dù cuộc sống có bộn bề nhưng một bữa tối lãng mạn hay một buổi đi dạo tay trong tay có thể làm cho tình yêu của bạn trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Tình yêu không chỉ là những gì bạn nói mà còn là những gì bạn làm và cảm nhận. Hãy để trái tim mình mở rộng, để tình yêu có cơ hội thăng hoa và để bạn cùng nửa kia vượt qua mọi thử thách cùng nhau. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch 2024. Đúng 7 ngày tới, sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu sẽ chịu tác động không nhỏ. Tình hình thời tiết mùa này có thể gây ra những khó khăn cho bạn, đặc biệt là liên quan đến đường hô hấp. Khí hậu hanh khô cùng với ô nhiễm không khí có thể khiến bạn dễ mắc phải các bệnh như cảm cúm hay viêm đường hô hấp. Vì vậy, việc bảo vệ bản thân là điều hết sức cần thiết. Hãy tạo thói quen đeo khẩu trang mỗi khi đi ra ngoài, không chỉ giúp bạn bảo vệ đường hô hấp mà còn tránh được khói bụi và vi khuẩn độc hại. Hơn nữa, làn da của bạn cũng cần được chăm sóc kỹ lưỡng trong thời điểm này. Hãy sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm để bổ sung độ ẩm cho làn da, giúp nó duy trì sự mềm mại và sức sống. Bạn nên nhớ rằng, khi cơ thể khỏe mạnh là làn da sẽ tự nhiên rạng rỡ và tỏa sáng. Bên cạnh việc chăm sóc bản thân từ bên ngoài, đừng quên tạo cho mình những khoảnh khắc thư giãn để tái tạo năng lượng. Thời gian này chính là cơ hội tuyệt vời để bạn tham gia vào những hoạt động thể chất nhẹ nhàng như yoga hay đạp xe, không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn mang lại sự cân bằng cho tâm trí. Những buổi tập yoga không chỉ giúp bạn tăng cường sức đề kháng mà còn giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại sự tĩnh lặng cho tâm hồn. Hãy tận dụng khoảng thời gian chậm lại này để kết nối với bản thân. Một buổi sáng thư giãn với tách trà nóng hoặc một buổi chiều lang thang trong công viên sẽ giúp bạn tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Xoa dịu những căng thẳng thường ngày, hãy chăm sóc sức khỏe của mình như cách bạn chăm sóc những người bạn yêu thương nhất, bởi một cơ thể khỏe mạnh là nền tảng cho mọi thành công trong cuộc sống. Nhớ rằng, sức khỏe không chỉ là việc không mắc bệnh, mà còn là cách bạn sống và chăm sóc bản thân mỗi ngày. Hãy tạo cho mình một lối sống lành mạnh, cân bằng và tràn đầy năng lượng. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết đúng 7 ngày tới 2024 của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp bản mệnh đón lành tránh dữ và làm giàu thành công. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 9 đến ngày 12 tháng 10 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969. Trong những ngày này hứa hẹn sẽ mang đến cho những người tuổi Kỷ Dậu một khởi đầu đầy hứa hẹn và những trải nghiệm thú vị với vận khí dồi dào. Bạn sẽ cảm nhận rõ ràng rằng những cơ hội mới đang lần lượt mở ra trước mắt mình như những cánh cửa dẫn đến những chân trời mới mẻ và đầy tiềm năng. Ngay từ những ngày đầu tháng, bạn sẽ có cơ hội giao lưu và gặp gỡ những người có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực của mình. Đây không chỉ là dịp để bạn mở rộng mối quan hệ, mà còn là cơ hội để học hỏi từ những người đi trước. Những người có thể định hướng cho bạn trong những bước đi tiếp theo, hãy tận dụng tối đa những cơ hội này để biến chúng thành bước đệm cho sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, để không bỏ lỡ những cơ hội quý giá này, bạn cần phải giữ vững sự tập trung vào công việc, đừng để những yếu tố bên ngoài làm bạn sao nhãng. Đặc biệt là trong những thời điểm quan trọng, cấp trên sẽ không ngần ngại ghi nhận những nỗ lực và kết quả mà bạn đạt được. Nếu bạn thể hiện sự chăm chỉ và cống hiến hết mình, hãy can đảm đón nhận những thử thách mới, bởi đây chính là thời điểm lý tưởng để bạn khẳng định vị thế mình trong tập thể. Về phương diện tài chính, những ngày này mang đến cho bạn nhiều tín hiệu khả quan, những nỗ lực của bạn trong quá khứ có thể được đền đáp xứng đáng. Khi bạn nhận được khoản tiền thưởng hoặc lợi nhuận từ những dự án đầu tư trước đó, hãy ghi nhớ rằng mỗi đồng tiền bạn kiếm được đều có giá trị không chỉ về mặt vật chất, mà còn về sự nỗ lực và công sức bạn đã bỏ ra. Đừng quên trân trọng những gì mình có và lên kế hoạch cho việc sử dụng tài chính một cách thông minh. Hãy đầu tư vào những lĩnh vực có tiềm năng phát triển trong tương lai hoặc đơn giản là tiết kiệm để chuẩn bị cho những cơ hội lớn hơn sau này. Trong thời điểm này,
bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ những quý nhân như người tuổi Mùi và tuổi Hợi, những người có thể giúp đỡ bạn trong công việc và mang lại những lời khuyên quý báu. Ngược lại, cần cẩn thận với tiểu nhân, đặc biệt là những người tuổi Thìn và tuổi Dậu. Họ có thể là những nhân tố gây cản trở cho bạn. Hãy khéo léo trong giao tiếp và xử lý các mối quan hệ xung quanh để không rơi vào bẫy của những điều không mong muốn. Màu sắc may mắn những ngày này là xanh da trời và màu trắng. Những màu sắc này không chỉ mang lại sự bình yên mà còn thúc đẩy sự sáng tạo và may mắn trong công việc. Hãy sử dụng chúng trong trang phục hoặc các vật dụng hàng ngày để thu hút thêm vận khí tốt lành. Các con số may mắn là 34, 22, 89 và 01 có thể mang đến cho bạn nhiều điều bất ngờ. Hãy chú ý đến những con số này. Có thể chúng sẽ xuất hiện trong những cơ hội tài chính hoặc thậm chí trong các quyết định quan trọng mà bạn cần đưa ra. Tiếp theo là tử vi từ ngày 13 cho đến ngày 15 rằm tháng 10 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969. Khi bước vào thời điểm từ mùng 10 đến ngày 15 rằm, những người tuổi Kỷ Dậu sẽ cảm nhận rõ ràng rằng cuộc sống không chỉ có màu hồng. Thay vào đó, bạn sẽ phải đối mặt với một số thử thách đáng kể trong công việc, có thể có sự cạnh tranh gay gắt từ đồng nghiệp. Vào lúc này, khả năng của bạn sẽ được kiểm chứng. Đây là thời điểm mà bạn không nên ngần ngại bộc lộ tài năng của mình. Sự chú ý từ mọi người xung quanh có thể giúp bạn khẳng định vị trí của mình trong môi trường làm việc. Hãy nhớ rằng thành công không chỉ đến từ việc bạn hoàn thành nhiệm vụ, mà còn từ cách bạn thể hiện bản thân. Hãy tự tin vào những gì bạn đã học hỏi và đạt được. Đừng quên rằng, sự cạnh tranh đôi khi cũng có thể mang lại những cơ hội mới. Hãy tận dụng những khó khăn này để phát triển bản thân và tìm ra những giải pháp sáng tạo cho những vấn đề khó khăn. Tình hình tài chính trong những ngày này có vẻ ổn định nhưng chưa có sự đột phá. Bạn nên xem xét lại các khoản chi tiêu để tránh lãng phí và giữ cho ngân sách của mình luôn trong tình trạng khỏe mạnh. Đây không phải là thời điểm để mạo hiểm đầu tư vào những lĩnh vực chưa chắc chắn. Vì vậy, hãy kiên nhẫn và chờ đợi những cơ hội rõ ràng hơn. Hãy ghi nhớ rằng, sự bình tĩnh và sáng suốt trong quyết định tài chính sẽ giúp bạn đạt được thành công lâu dài. Một mẹo nhỏ cho bạn là hãy lập danh sách chi tiêu và so sánh với thu nhập hàng tháng của mình. Điều này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về tài chính cá nhân, từ đó dễ dàng điều chỉnh kế hoạch chi tiêu cho phù hợp. Về mặt tình cảm, trong những ngày này có thể mang đến những cảm giác căng thẳng giữa các thành viên trong gia đình. Có thể bạn sẽ cảm thấy có sự hiểu lầm hoặc không hài lòng từ phía người thân. Điều này cần được giải quyết một cách khéo léo. Hãy chủ động tìm kiếm sự hòa hợp bằng cách lắng nghe và thấu hiểu ý kiến của họ. Một cuộc trò chuyện chân thành từ trái tim đến trái tim có thể giúp xoa dịu những bức xúc và đem lại sự đồng thuận trong gia đình. Nhớ rằng, sự chia sẻ và thấu hiểu không chỉ giúp bạn giải quyết mâu thuẫn mà còn tạo ra mối liên kết vững chắc giữa các thành viên. Hãy dành thời gian để chăm sóc các mối quan hệ của mình, vì tình cảm gia đình là điều quý giá nhất mà bạn có. Trong thời điểm này, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ những quý nhân như người tuổi Dần và tuổi Ngọ, những người có thể giúp đỡ bạn trong công việc và cuộc sống cá nhân. Ngược lại, cần cẩn thận với những tiểu nhân, đặc biệt là người thuộc tuổi Hợi và tuổi Tý. Họ có thể là những nhân tố gây cản trở cho bạn. Hãy khéo léo trong giao tiếp và xử lý các mối quan hệ xung quanh để không rơi vào bẫy của những điều không mong muốn. Màu sắc may mắn trong những ngày này là màu đỏ và màu trắng. Những màu sắc này không chỉ mang lại sự may mắn mà còn tạo động lực cho bạn trong công việc. Hãy sử dụng chúng trong trang phục hoặc các vật dụng hàng ngày để thu hút thêm vận khí tốt lành. Các con số may mắn là 15, 36, 48 và 52 có thể mang đến cho bạn nhiều điều bất ngờ trong những ngày này. Hãy chú ý đến những con số này. Có thể chúng sẽ xuất hiện trong những cơ hội tài chính hoặc thậm chí trong các quyết định quan trọng mà bạn cần đưa ra. Quý khán giả thân mến, lắng nghe lời Phật dạy về sự lãng phí thời gian để thấy từng giây cuộc đời cũng thật ý nghĩa. Phật dạy về sự lãng phí thời gian. Có nhiều thông tin cho rằng, quả báo của những ai lãng phí thời gian đó là họ sẽ bị quả báo nghèo khổ do lười lao động, đầu óc ngu muội không làm được việc, hay tin rằng sau khi chết rất dễ làm ma đói hay tái sinh thành các loài thú, khó có cơ hội quay lại làm người, mà nếu có tái sinh làm người cũng chỉ là người tầm thường, thậm chí thấp kém, hạ liệt trong xã hội. Điều này được giải thích là vì những người thường có thói quen lãng phí thời gian, ít tạo nhiều ân nghĩa với thế gian nên không gieo duyên với chúng sinh nhiều. Thực ra quy luật nhân quả hoạt động không rõ ràng được như trên, vì nó là tự tổng hòa của nhiều việc.
nhiều hành động trong quá khứ lẫn hiện tại chứ không thể rõ ràng như 1 + 1 = 2, dễ dàng giải thích như cách chúng ta vẫn nghĩ. Phật dạy về sự lãng phí thời gian được nhắc tới trong kinh Dị Giáo và nhấn mạnh rằng chúng ta nên tận dụng từng giây, từng phút mà mình may mắn có được này. Các đệ tử ban ngày thì nỗ lực tu tập pháp lành, không để thời gian trôi qua uổng phí, đầu hôm, cuối đêm cũng không uổng bỏ, giữa đêm tụng niệm tu trì. Đừng vì chuyện ngủ nghỉ mà để cuộc đời trôi qua vô ích, hãy tâm niệm rằng ngọn lửa vô thường đang đốt cháy thế gian, để tự tin tấn độ mình khắc phục sự lười biếng, ngủ nghỉ. Có thể thấy, Đức Phật khuyên các đệ tử của mình cần phải chăm chỉ ý thức việc tu tập, cũng giống như người thường cần phải tu thân vậy. Việc đó không thể trì hoãn và phải thực hành thường xuyên mới mong có được kết quả mà mình muốn. Nhận thức cuộc sống ngắn ngủi để sớm tỉnh thức chúng ta, có người sống vội nên lăng xăng làm việc không đủ thời gian để mưu cầu sự sống. Ngược lại, cũng có người thấy thời gian thừa thải, dài lê thê, cả hai cách sống đấy đều là phí hoài, thời gian vô ích. Ví dụ ta có may mắn sống thọ đến 80 năm thì mất nửa đời người 40 năm để ngủ, còn lại thời gian 40 năm chúng ta sinh hoạt và làm việc mà thôi. Thế mới thấy cuộc sống này ngắn ngủi đến từng nào, từng giây phút mà chúng ta đang sở hữu quý giá biết bao. Hãy đếm ngược quỹ thời gian mà mình đang có để thức tỉnh rằng quỹ thời gian hữu hạn, chớ phí hoài cho việc ăn chơi, ngồi lê đôi mách, tán gẫu, thì phí thời gian dành cho sự chăm sóc bản thân không còn nhiều. Nhận thấy cuộc sống ngắn ngủi không phải bi quan yếu thế, mà là sự tỉnh thức để mỗi cá nhân chiêm nghiệm sự thật vô thường của cuộc đời. Để giác ngộ được tự tính vô thường của vạn pháp, có như thế mới đủ dũng cảm sống trọn vẹn cho từng khoảnh khắc mà mình có được. Đúng như vậy, những lời dạy trên không chỉ dành cho người tu hành mà còn là cho chúng ta, khuyên rằng ta nên xem trọng thời gian để tấn tu đạo nghiệp, đừng để thời gian luống qua một cách vô ích. Cuộc sống này rất công bằng, ai cũng chỉ có 24 tiếng đồng hồ, ta cần phải quyết định việc gì cần làm và việc gì cần bỏ qua. Chúng ta dành bao nhiêu thời gian để ngồi nhìn lại thật sâu vào tâm mình, nuôi dưỡng và phát triển nó. Lúc còn trẻ, khỏe, nhiều người chỉ lãng phí thời gian cho những thú vui vô bổ, vì không biết mục tiêu cuộc đời của mình là gì, cho nên phải biết tiết kiệm thời gian, biết tranh thủ thời gian để làm những việc có ích cho mình, có lợi cho người. Tại sao chúng ta phải quý tiết thời giờ? Đó là vì chân quý, duyên lành ít có khó được mà ngày nay mình đã có được. Nên trân quý khi nhận ra được một cái gì đó ít có và khó gặp thì chúng ta sẽ rất quý trọng, tìm cách giữ gìn và làm cho nó tăng trưởng, không để bị cuốn mất đi. Ta nói câu thời gian quý như vàng mà quên cả việc nhận thức về nó một cách sâu sắc. Sự thật là thời gian trôi qua lại cuốn phăng cái quý báu đó đi, chuỗi ngày còn lại để mình may mắn. Còn có được nó thì quá ít ỏi nên chúng ta phải trân quý. Chính vì trân quý như vậy cho nên ta mới không dám để một phút giây nào lơi lỏng trôi suông. Ngày hôm nay chúng ta đã hội đủ phúc duyên nên mới có được thân người chứ không phải dễ dàng đã được làm thân người rồi. Còn được trí tuệ thì được xem là sở hữu những điều vô cùng quý giá. Thế mà ta cứ mãi đi kiếm đâu đâu, để mặc thời gian phí hoài thì thật là đáng trách. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, nên hãy tỉnh thức để kịp sắp đặt những gì để hoàn tất từng phần đời mình, để thời gian không thờ ơ trôi qua trong lãng phí. Hãy biến mình thành ông chủ thông minh, sở hữu trong tay công cụ là thời gian để đạt được những thành công trong đời. Vì vậy, hãy sử dụng vốn thời gian tốt nhất để một mai không hối tiếc điều gì. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 7 ngày tới 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.